Đeo một cặp kính được chọn kỹ càng, nhưng khi bạn đeo lên thì trông như là một thanh niên lầy lội, hoặc đơn giản là nhìn lông mày càng nổi hơn, trông giống như một người đàn ông với lông mày rậm. Nhìn xem, tôi đã mua một hộp kính, không phải vì lý do gì khác, chỉ để dạy cho những chị em xinh đẹp của tôi cách chọn kính. Video hôm nay là hướng dẫn chọn kính đầy đủ nhất từ trước đến nay. Bắt đầu nhé. Điều đầu tiên là hình dáng của khung kính. Khuôn mặt của chúng ta sẽ quyết định hình dáng của khung kính. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những bạn có khuôn mặt hình vuông và những chị em có khuôn mặt tròn. Những bạn có khuôn mặt vuông không nên đeo kính hình vuông như thế này. Những bạn có khuôn mặt tròn không nên đeo kính hình tròn. Cả hai loại kính này đều gồm các đường thẳng và đường cong. Những lựa chọn cuối cùng rất khó chọn. Nếu bạn muốn tránh sai lầm, hãy chọn một loại có phần vừa vuông và có chút tròn, hoặc một loại có phần vừa tròn và có chút vuông. Hai loại này có kích thước vừa phải, không làm cho khuôn mặt bạn trở nên quá sắc sảo, đồng thời cũng không làm khuôn mặt trở nên quá đơn giản. Điểm thứ hai là chiều cao của khung kính. Chiều dài của khuôn mặt và chiều dài trung tâm của khuôn mặt sẽ quyết định chiều cao của kính. Nếu khuôn mặt của bạn dài hoặc chiều dài trung tâm của khuôn mặt dài, hãy tránh chọn kính có chiều cao quá ngắn. Hãy chọn một loại có chiều cao hơi dài hơn. Để tạo khoảng trống trên khuôn mặt, trực quan sẽ làm khuôn mặt trở nên ngắn hơn. Ngược lại, nếu khuôn mặt của bạn ngắn và trung tâm cũng ngắn, thì bạn nên chọn kính có chiều cao hẹp hơn một chút, hoặc một loại kính mắt mèo có hiệu ứng nâng lên ở phía trên. Điểm thứ ba là chiều rộng của khung kính. Ở đây, tôi muốn nói về một điều rất phổ biến. Không phải là khung kính của bạn càng rộng, khuôn mặt sẽ trông càng nhỏ hơn. Vì khi tôi chọn kính, tôi cần xem xét độ cận thị của chính mình. Nếu bạn cận thị, kính của bạn nên có chiều rộng ngang hơi hẹp, nhưng đừng chọn quá hẹp cho khuôn mặt tròn. Như thế này, hơi hẹp một chút, vì nếu độ rộng của kính cận thị quá rộng, hai bên sẽ tạo ra hiện tượng mèo mó, khiến phần thái dương của chúng ta toàn bộ lui xuống, sẽ không thể tạo ra một dáng vẻ mượt mà cho khuôn mặt. Vì vậy, nếu bạn chỉ mua kính chống ánh nắng hoặc chỉ để thời trang, bạn có thể chọn loại kính có chiều rộng bằng với khuôn mặt, có thể làm tô lên gò má cao của chúng ta, đồng thời làm khuôn mặt trở nên cân đối. Điểm thứ tư là chiều cao của mắt và mũi. Chiều dài của cái mũi sẽ quyết định mũi cao hay thấp. Nếu cái mũi và trung tâm khuôn mặt của bạn khá dài, đừng chọn loại kính có hai cầu kính, hoặc cầu kính và viền trên của kính gần như nằm trên cùng một đường thẳng. Loại này, hãy chọn cầu kính hơi thấp hơn một chút. Hãy xem so sánh nhé. Cầu kính thấp hơn sẽ làm cho cái mũi trở nên ngắn hơn. Điểm thứ năm là trọng tâm của đôi mắt. Khoảng cách giữa chân mày và mắt sẽ quyết định trọng tâm của đôi mắt. Nếu khoảng cách giữa chân mày và mắt của bạn rất gần, thì bạn không nên chọn kiểu kính có trọng tâm ở phía trên. Sau khi chiếm mất phần trống trên mí mắt, khoảng cách giữa chân mày và mắt sẽ trở nên hẹp hơn, phải không? Bạn có thể chọn loại kính phía trên không có viền, phía dưới có viền. Hãy so sánh, có làm cho khoảng cách giữa chân mày và mắt trở nên thoải mái hơn không? Ngược lại, nếu khoảng cách giữa chân mày và mắt của bạn khá xa, bạn có thể hoàn toàn chọn kiểu kính có viền ở phía trên. Sau khi chiếm mất phần trống, có thể tạo ra hiệu ứng cho khoảng cách giữa chân mày và mắt. Điểm thứ 6, chúng ta cần xem độ cao từ trán đến viền kính. Có lúc bạn đeo kính, các lông mày thường bị che khuất, như một võ sĩ thiếu lông mày, hoặc sau khi đeo kính thường che khuất mắt, bạn phải luôn đẩy chúng lên. Vấn đề này, vì khi chúng ta chọn kính, chúng ta không xem xét khoảng cách từ đỉnh đầu đến viền kính, sau cùng là khoảng cách giữa đỉnh đầu và đỉnh kính. Điều này thực ra liên quan đến chiều cao của tai. Cụ thể cách đo tôi sẽ chỉ cho bạn. Lấy một cây cọ trang điểm mảnh, đặt thẳng lên tai của bạn, kéo thẳng đến vị trí của mắt. Đoạn đường này kéo dài đến phần dưới lông mày. Nếu độ dài này gần bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến viền kính, thì đó là phù hợp. Nhìn tôi đeo, có vừa không? Có thể để lộ lông mày, không che mắt. Kính có chiều cao này, sau khi đeo, có che mắt không? Kính không có chiều cao, sau khi đeo, có che mắt không? Ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nếu tai bạn thấp hơn tai tôi, có vẻ nó sẽ phù hợp hơn với bạn, với chiều cao cao hơn một chút. Điểm cuối cùng là độ sáng của đôi mắt. Điểm này thật sự rất quan trọng. Đôi mắt của chúng ta thường có cảm giác lớn, trung bình và nhỏ, đúng không? Kích thước của kính cần phải phù hợp với kích thước khuôn mặt của bạn. Như đeo kính lớn trên khuôn mặt nhỏ, hoặc đeo kính nhỏ trên khuôn mặt lớn không đẹp. Nhưng thật sự, đeo kính lớn sẽ làm cho khuôn mặt trông nhỏ hơn, nhưng không phải lúc nào cỡ kính lớn cũng đẹp hơn. Ngoài kích thước, màu sắc và độ dày của viền cũng liên quan đến cảm giác. Thường thì, như những chiếc kính viền đen và dày như thế này thuộc loại có cảm giác to lớn, như những chiếc kính viền màu nhạt hoặc viền không có cảm giác thuộc loại có cảm giác nhỏ gọn, như những chiếc viền không dày cũng không mỏng như thế này, màu sắc không đậm cũng không nhạt thuộc loại có cảm giác trung bình. Nếu bạn là một người có gu thẩm mỹ nhẹ nhàng thì nên chọn kính viền đen to lớn như thế này, sẽ che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ thấy mỗi kính. Vì vậy, những người có mắt to cần phải chọn kính viền mỏng nhỏ gọn như thế này, sẽ không che khuất khuôn mặt. Nhìn tôi đeo hai chiếc kính này có kích thước tương tự, nhưng chiếc có cảm giác nhỏ gọn có vẻ làm cho các đặc điểm của tôi trở nên nổi bật hơn, như những chiếc kính có cảm giác trung bình không mỏng cũng không đậm như thế này. Thực sự không cần quá kỹ về việc chọn loại kính. Sau khi trang điểm, ngay cả mắt lớn cũng không còn trông lạ lắm, cả khi trang điểm đậm hay không trang điểm cũng rất đẹp. Tôi đã tóm tắt 7 điểm để chọn kính, nhưng không phải lúc nào cũng cần chú ý đến tất cả điểm đó, chỉ cần xem xét những điểm bạn muốn làm đẹp, rồi tìm kiếm loại kính phù hợp, bạn đã có thể tìm ra loại kính làm bạn trông tốt nhất khi đeo. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn xinh đẹp hơn với video hướng dẫn này. Các bạn thấy video hướng dẫn của mình hay thì cho mình xin một like và có thể subscribe để theo dõi các video hướng dẫn kế tiếp. Xin chào tạm biệt các bạn.